Tròn 20 năm đã trôi qua, cuộc đọ súng nghẹt thở trên chuyến phà An Thái bắc qua sông Kinh Thầy. Thuộc tỉnh Hải Dương chính là nơi kết thúc hành trình tội ác của hai tên tội phạm khét tiếng là Linh Cu và Minh Rồng. Giờ đây, phà An Thái không còn. Thay thế và đó là cây cầu được xây rất đẹp và hiện đại song cuộc đọ súng ngày 18 tháng 10 năm 1998 ấy đã trở thành một phần ký ức không bao giờ phai mở đối với những người trực tiếp tham gia chuyên án cuộc đấu súng nghẹt thở truy bắt hai tên tội phạm khét tiếng, chân dung Linh Cu và Minh Rồng. Đệ tử ruột của Phạm Đình Nên Trong ký ức của nhiều người dân Hải Phòng, không mấy ai không biết tới Linh Cu trong băng tội phạm khét tiếng tàn ác. Nguy hiểm của Phạm Đình Nên, tức Cu Nên, đã bị công an Hải Phòng triệt phá gần 25 năm trước. Linh Cu tên thật là Đinh Văn Lĩnh, sinh 1978, tại 143 Lý Thường Kiệt, Hải Phòng bố của Linh Cu là Đinh Văn Lương, tức Lương Kê Ghẻ, một tội phạm hình sự thuộc hàng có số có má nhưng lại không dạy được thằng con bất trị. Mới ở cái tuổi vắt mũi chưa sạch nhưng Linh Cu đã nghiện ma túy nặng và hắn càng ngày càng thể hiện bản chất ngang tàng, lạnh lùng của một sát thủ. Không bảo được con, Lương Kê Ghẻ nhờ Cu nên chỉ bảo dùm, với hy vọng. Linh Cu sẽ sợ oai của chú nên mà nghe lời ông trùm này rời xa ma túy. Nhưng Linh Cu không những không cai được nghiện mà còn đích thực trở thành một con quỷ dữ, một kẻ chỉ thích làm bạn với súng và dao. Từ những năm 1992 đến 1993, Linh Cu với bản chất cực kỳ côn đồ, hung hãn đã nhanh chóng trở thành đệ tử ruột của Phạm Đình Nên. Mới 14 tuổi, Linh Cu đã gây ra hàng loạt vụ gây rối, cướp tài sản. Dưới trướng Cu Nên, Linh Cu và đối tượng Đinh Đình Tuyển trở thành một cặp thân nhau như hình với bóng. Một lần, tình cờ đi trên đường lạch chay, Linh Cu trông thấy hai anh Nguyễn Văn Cường và Nguyễn Viết Bình. Biết Cường có mâu thuẫn trước đó với tuyển khi còn ở trung trại giam nên Linh Cu đã ép xe, cả khịa, dẫn đến hai bên xô sát. Linh Cu gọi điện báo cho đại ca Cu Nên nói rằng mình bị Cường đánh. Nên tức tốc cùng tuyển và tiến nát, sách theo một khẩu súng thể thao cơ nòng. Đến nơi, cả bọn điên cuồng nổ súng khiến hai nạn nhân cuống cuồng bỏ chạy tuyển đuổi theo bắn bốn phát về phía cường nhưng không trúng chưa hả dạ thầy trò linh cu xông đến tận nhà cường bắn ba phát đạn vào nhà ông thọ bố cường bị tuyển dùng báng súng đánh liên tiếp vào đầu tuyển còn định cho mồi lửa xóa sổ cả nhà ông này nhưng được cu nên ngăn lại một buổi tối khác linh cu tuyển cùng tuấn khịt đang ngồi tại nhà cu nên đánh bạc thì có bốn thanh niên bịt mặt đi hai xe máy đến dùng súng bắn vào nhà đạn xuyên thùng két sắt để tiền nhưng không trúng ai Cú nên gặn giọng đi xem bọn nào bắn thì giết. Linh Cu phán đoán đó là băng đảng của Lâm Già nên cùng tuyển và Tuấn Hùng Hổ cầm theo súng truy đuổi đối thủ đến tận xào huyệt. Khi đến gần nhà của Lâm Già ở đường Lê Lợi, Linh Cu thấy những kẻ tình nghi liền dùng súng lia một loạt đạn, hậu quả là một người trọng thương. Phía Lâm Già cũng ăn miếng trả miếng, Tuấn chở tuyển chạy trước, còn Linh Cu lì đòn hơn, ở lại một mình, nã thêm một loạt đạn nữa mới bỏ chạy. Ngoài những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, linh cu và huynh đệ còn gây ra nhiều vụ cướp bạc thậm chí xông hẳn vào sòng bạc do dung hà bảo kê để cướp khiến nữ quái này phải dàn mặt bằng cách bắn tin đến cu nên mỗi người một lãnh địa nếu muốn yên ổn thì trật tự những vụ chém giết nổ súng kinh hoàng do ổ nhóm của cu nên gây ra đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh của thành phố ban giám đốc công an thành phố khi ấy đã trực tiếp chỉ đạo chuyên án xóa sổ băng nhóm tội phạm nguy hiểm này sáng ngày 15 tháng 3 năm 1995, tại Cung Văn hóa Hiếu nghị Việt, tiệp diễn ra một buổi họp, hàng trăm người tham dự. Xe ô tô đỗ hai bên đường lạch chay, sát với nhà cu nên. Các lực lượng bất ngờ đồng loạt ập vào số nhà 112 lạch chay, bắt giữ ổ nhóm cu nên, trong đó có hai tay chân đắc lực nhất là Linh Cu và Tuyển. Tang vật thu giữ gồm ba khẩu súng quân dụng, một khẩu súng thể thao, một quả lựu đạn và 47 viên đạn cùng vô số dao kiếm kết cục, ngày 20 tháng 12 năm 1995, 17 tuổi cùng với Phạm Đình Nên và 14 tên khác trong băng ổ, Linh Cu đã phải ra trước vành móng ngựa của Tòa án Nhân dân Hải Phòng lãnh án 20 năm tù giam về các tội. Giết người, trong đó Linh Cu trực tiếp tham gia 3 vụ với vai trò tích cực, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và gây dối. Riêng Cu nên bị tử hình, các tên còn lại phải lãnh án cao nhất là trung thân thoát án tử hình trong gang tấc vì chưa đủ 18 tuổi nhưng khi thi hành án tù 20 năm tại trại cải tạo Ba Sao, tỉnh Hà Nam, lần thứ tư. Linh Cu tiếp tục phạm tội giết người, dùng kéo đâm chết phạm nhân Trương Đình Ngọc, đâm, đánh trọng thương các phạm nhân khác. Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Nam đã xử phạt Linh Cu mức án tù trung thân, cũng vì hắn chưa đủ 18 tuổi. Sau đó, Linh Cu được chuyển về trại cải tạo Thanh Hóa. Tại đây, Linh Cu đã gặp kết bạn với siêu đạo trích Trần Quang Minh, tức Minh Rồng, và trở thành hai kẻ đào tẩu gây ra hàng loạt tội ác. Minh Rồng là ai? Theo hồ sơ lưu trữ tại Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, Trần Quang Minh, sinh 1974, chú quán tại nhà số 17, khu tập thể Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội. Ngay từ nhỏ, Minh đã tỏ ra ngỗ ngược là một học sinh chơi bời, học tới lớp 6 hắn bỏ học. Lớn lên, Minh không công ăn việc làm ổn định, bởi quãng đời tuổi trẻ của hắn chủ yếu là những năm tháng trải qua hết những nhà tạm giữ, tạm giam này đến nhà tù khác. Ngay từ năm 14 tuổi, lần đầu tiên Trần Quang Minh đã xa vào vòng tội lỗi. Theo tài liệu lưu trữ của cơ quan công an, từ năm 1988 đến 1993, hắn đã có cả thảy năm tiền sự. Đến năm 17 tuổi, ngày mùng 9 tháng 10 năm 1991, Lần đầu tiên hắn đã phải đứng trước vành móng ngựa về tội trộm cắp tài sản và bị tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội tuyên xử 12 tháng tù. Nhưng sau đó, vừa ra tù được ít ngày thì Minh Rồng lại tiếp tục phạm tội trộm cắp tài sản của công dân. Và ngày 22 tháng 6 năm 1994, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội lại tuyên phạt hắn 42 tháng tù giam. Trong thời gian thi hành bản án này tại trại cải tạo Ngọc Lý, tỉnh Hà Bắc, cũ ngày mùng 5 tháng 10 năm 1995, lợi dụng sơ hở của cán bộ trại cải tạo. Trong lúc lao động, Minh Rồng đã bỏ trốn khỏi trại giam, tiếp tục gây ra hàng loạt vụ trộm cắp, cướp giật trên địa bàn thủ đô. Khoảng tháng 12 năm 1995, trong lúc lang thang, Minh phát hiện một căn nhà ở khu tập thể thành công chủ nhà đi vắng, có nhiều tài sản. Lập tức, hắn đột nhập vào bên trong lấy ba chiếc áo da và lần lượt dắt hai chiếc xe máy. Sau đó, mình thuê người trở thẳng lên thẳng biên giới thuộc tỉnh Lạng Sơn bán cho một người không quen biết lấy 1.500 đô la Mỹ. Ngày 9 tháng 12 năm 1995, trong khi mình đang sử dụng chiếc xe Win 100 mà hắn trộm cắp được thì bị phát hiện, bắt giữ. Kết cục, tại bản án hình sự sơ thẩm số 811 HSST ngày 19 tháng 8 năm 1996, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt Trần Quang Minh 2 năm tù về tội trốn khỏi nơi giam giữ và 12 năm tù về tội trộm cắp tài sản công dân, tổng hợp hình phạt chung là 14 năm tù. Tính đến ngày trốn trại, Minh còn nợ bản án cũ 18 tháng 16 ngày, vì vậy tòa án nhân dân thành phố Hà Nội buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt của hai bản án là 15 năm 6 tháng 16 ngày tù, thời hạn tính từ ngày mùng 9 tháng 12 năm 1995 buộc hắn phải bồi thường cho người bị hại số tiền 41 triệu đồng. Thi hành bản án này, Trần Quang Minh lại tiếp tục những ngày cơm tù tại trại cải tạo thanh hóa. Tại đây, hắn làm quen và kết bạn Linh Cù, kẻ đang chấp hành hình phạt tù trung thân. Đến trưa ngày 14 tháng 9 năm 1998, lợi dụng một trận mưa rông to, cả hai tên cùng trốn chạy và gây ra hàng loạt tội ác trên hành trình trốn chạy. Lại nói ngay sau khi Đinh Văn Lĩnh, tức Linh Cù, và Trần Quang Minh, Minh Rồng, trốn trại, phòng trinh sát thuộc Cục Quản lý Trại Giam. Bộ Công an đã khẩn trương phân công cán bộ chiến sĩ phối hợp với Công an các địa phương giáo diết truy tìm. Hai cán bộ dày dặn kinh nghiệm là Thiếu tá Nguyễn Văn Quyền và Đại úy Nguyễn Văn Phục được ban chuyên án cử về ứng trực tại Hải Phòng và Hải Dương. Một tháng trôi qua, thời gian căng như dây đàn. Mỗi thông tin về hướng lần trốn của hai đối tượng đều được cấp báo về ban chuyên án sau hàng loạt những tội ác ở các địa phương, tung tích hai tên sát thủ Linh Cu và Minh Rồng đã dần lộ diện. Cho đến chiều Chủ nhật ngày 18 tháng 10 năm 1998, vào lúc 15 giờ 30 phút, khi hai anh đang ngồi mật phục trong một quán nước trên bến Phà An Thái, huyện Kinh Môn thì bỗng phát hiện dấu hiệu lạ. Một chiếc xe máy màu đồng chở hai thanh niên cùng một cô gái đang giảm tốc độ, chậm chậm xuống phà. Nhìn kỹ thanh niên ngồi sau, thiếu tá Nguyễn Văn Quyền giật mình vì nhận ra bộ mặt cùng đôi mắt lươn lì lợm, mái tóc rẽ ngôi giữa. Anh vội ghé tai đồng đội, thẳng lĩnh. Chắc không, đại úy phục hỏi lại. Trong một thoáng, thiếu tá Quyền vụt nhớ lại những buổi hỏi cung linh cu trong vụ hắn đánh chết phạm nhân cùng trại giam Trương Đình Ngọc hồi cuối năm ngoái rồi quả quyết. Chắc, nói đoạn, hai anh vội vã rời quán nước. Có một tình huống là bọn Linh cu đã đến bến phà chậm một chút, chiếc phà vừa rời bến bên bờ phía Kinh Môn được hơn chục mét. Thế là bọn chúng buộc phải đợi chuyến phà sau. Chấp thời cơ này, đại úy phục vội phóng xe về công an huyện Kinh Môn báo tin. Tại công an huyện Kinh Môn, đồng chí trưởng công an huyện nhanh chóng cử hai đồng chí cảnh sát hình sự là Phùng Xuân Trường và Phạm Hồng Thái cùng tức tốc đi ngay ra bến phà. Hai chiếc xe máy chở tổ công tác lập tức rú ga hướng về phía bến phà. Khi hai chiếc xe máy cùng bốn người kịp xuống phà thì cũng là lúc chiếc phà rời bến. Với một kẻ phạm tội nguy hiểm, hình như linh tính đã mách bảo Linh Cu có điều gì không ổn về bốn người đàn ông xuống phà cuối cùng. Từ phía đầu chiếc phà, hắn nhìn xoáy về phía họ. Hắn bỗng trột dạ khi nhận ra trong đó có một người dáng cao to nhìn quen quen. Một sự tình cờ hay là cái bẫy răng ra để bắt hai con thú dữ. Linh Cu thấy điên cái đầu, và theo thói quen, hắn nắm chặt báng khẩu K-54 dắt trong người. Theo kế hoạch chớp nhoáng mà các anh vạch ra thì sau khi lên phà, đại úy trường sẽ lao vào bắt giữ tên Minh. Đại úy phục bao quát tình huống, kêu gọi người dân bình tĩnh nằm xuống, tránh nguy hiểm, còn thiếu tá quyền sẽ trực tiếp bắt tên lĩnh. Thế nhưng khi đại úy trường vừa quảng tay ôm phía sau tên Minh thì Linh Cù đã bất ngờ rút khẩu K-54 bắn về phía anh. Lợi dụng lúc đó, tên Minh đẩy đại úy trường ra, viên đạn đã bắn trượt, còn thiếu tá quyền. Anh vừa lách người lao đến định khống chế Linh Cu thì bất ngờ hắn chĩa súng vào anh bóp cò. Viên đạn từ vai xuyên thẳng xuống bụng làm anh loạn choạng. Tình huống xảy ra quá bất ngờ. Ngoài dự kiến song đại úy Phục đã ứng biến rất linh hoạt. Anh nhà liền ba nhát đạn vào tên Linh Cu rồi quay súng bắn tiếp về phía tên Minh khi tên này đang nấp sau một xe ô tô. Không ngờ, tuy bị thương nhưng tên Linh Cu vẫn lì lợm, ngoan cố vẩy liên tiếp ba viên đạn vào sau lưng đại úy Phục khiến anh ngã xuống tiếp đó, linh cu bị thương nhưng cố lết ra mạn phà, gắng sức nhảy xuống sông bơi ngược lại phía bến kinh môn. thấy thế, anh thái vội nhảy theo truy bắt. về phần minh rồng, lúc này phà chạy cách bờ vài ba mét thì hắn cầm khẩu ặc vừa bắn dọa để mở đường lên phà vừa hô lớn, ai chống trả tao sẽ bắn chết. như con thú dữ cùng đường vừa hô, hắn vừa nhảy xuống nước để chạy lên bờ cho nhanh. vừa lên phà, minh rồng bất ngờ dí súng vào một người đàn ông khoảng 50 tuổi. Đó là anh Hải, quản đốc phân xưởng của công ty xi si măng Hoàng Thạch đang đứng đợi phà. Mình buộc anh Hải phải chờ hắn chạy trốn. Buộc lòng anh Hải phải quay xe, nổ máy. Ngồi trên xe, mình ra lệnh, chạy về đường 5. Chiếc xe máy chạy theo sự điều khiển của mình nhưng anh Hải đã rất thông minh kìm chân Minh rồng. Anh khuyên hắn không nên chạy theo hướng đường quốc lộ vì thể nào công an cũng đuổi kịp. Chi bằng rẽ vào ẩn nấp ở một xóm làng nào đó rồi đến tối hay tiếp tục trốn trước mắt phải vứt khẩu súng vì cầm khư khư trên tay thì sẽ bị phát hiện. Nghe anh Hải nói có lý, tên Minh liền thay đổi dự tính, yêu cầu anh trở đến một chỗ kín đáo để hắn giấu súng và ẩn nấp. Anh Hải chở Minh rồng đến bờ mương thuộc xã Ngũ Phúc rồi bảo hắn xuống giấu súng vào bờ rau muống. Sau đó, khi vào tới xóm gương mẫu, anh tiếp tục khéo léo tạo tình huống vờ để Minh đợi tìm thời cơ ra đường năm. Chớp khoảng khắc đó, anh vội vàng quay xe phóng thẳng về trụ sở công an huyện Kim Thành cấp báo. Trước đó, công an huyện Kinh Môn cũng đã kịp sang phối hợp với công an huyện Kim Thành khẩn trương triển khai các công việc cấp cứu hai anh quyền và phục. Giữ cô gái tên Xuyến đi cùng Linh và Minh, đồng thời thông báo cho các tổ công tác, chốt phục kích với sự vây giáp của hàng trăm cán bộ chiến sĩ. Nhờ sự hiệp đồng chặt chẽ, sự hỗ trợ của các lực lượng công an xã, lực lượng an ninh thôn nên chỉ sau nửa giờ Minh rồng lên bờ. Các tổ tuần tra đã nhận được thông báo đầy đủ về đặc điểm nhân dạng, trang phục của Minh khiến hắn lâm vào thế trận thiên la địa võng. Kết quả, tổ an ninh gồm 6 người, thuộc thôn Dưỡng Mông, xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành đã tóm gọn Minh Rồng. Về phần Linh Cù, sau khi bơi ngược về phía bờ huyện Kinh Môn, hắn đã bị lực lượng công an tóm gọn đến 16 giờ 30 phút ngày 18 tháng 10 năm 1998 cuộc vây bắt hai tên cướp đặc biệt nguy hiểm trên bến phà An Thái kết thúc. Toàn bộ vũ khí thu của Linh Cu và Minh Rồng gây án gồm một súng K-54 còn 5 viên đạn, một súng ạc, một dao bầu. Sau cuộc vây bắt hai thú dữ, các bác sĩ bệnh viện tỉnh Hải Dương tiến hành ba cuộc phẫu thuật suốt 5 tiếng đồng hồ cho các anh Phục và Quyền và cho tên Linh Cu. Chiều hôm sau, hai anh Phục, Quyền được chuyển về điều trị tại Bệnh viện 198, Bộ Công an còn linh cu đã tỉnh lại sau ba tiếng cho tới lúc ấy hắn vẫn còn hung hăng chửi bới nhân viên bệnh viện còn tất cả những người có mặt trên chuyến phà báo táp hôm ấy đã nín thở theo dõi cuộc đấu súng lúc ấy nhiều người rất muốn giúp các đồng chí cảnh sát xong trước tình huống nghẹt thở có thể có đạn lạc sau này họ đã gửi rất nhiều thư để hỏi thăm sức khỏe cũng như bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với các đồng chí cảnh sát cục cảnh sát trại giam và công an tỉnh hải dương kết cục cả hai tên tội phạm nguy hiểm khét tiếng đinh văn lĩnh tức linh cu và trần quang minh tức minh rồng đã phải trả giá trước pháp luật cùng bằng bản án tử hình và bị thi hành không lâu sau đó